Địa ốc Cali cùng Tim Hồ xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tim Hồ xin chia sẻ với các bạn một căn nhà tại thành phố Anaheim. Căn nhà này Tim Hồ thực hiện clip này để theo yêu cầu của một khách hàng. Vị khách này đang ở New York. Anh hiện nay đang sống và làm việc ở New York, nhưng mà anh có cái nhu cầu sau này khi mà nghỉ hưu rồi á thì anh quay trở lại khu vực Orange County để sinh sống gần Việt Nam và được sống với lại một cái nơi khí hậu ôn hòa, nắng ấm. Các bạn cũng có thể thấy như vậy, hôm nay là vẫn là ngày mùa đông, nhiệt độ nhưng mà cũng tốt, nhiệt độ hiện giờ là 70 độ F, thì được khoảng 20 độ C chúng ta ở Việt Nam chúng ta. Thì có rất nhiều anh chị chia sẻ là họ đã move out khỏi California để đến những tiểu bang có giá nhà thấp, chi phí sinh hoạt thấp. Điều đó rất là chính đáng. Thì tùy mỗi cái điều kiện và mỗi cái nhu cầu của mỗi người chúng ta mà chúng ta lựa chọn nơi chúng ta sinh sống và làm việc. Tim Hồ sẽ hy vọng sẽ có một dịp được chia sẻ với các bạn về những điều thuận lợi và những điều bất lợi khi chúng ta sinh sống ở tiểu bang California này, so sánh với những cái khu vực cộng đồng người Việt Nam sống đông ngoài California. Thì căn nhà này nó nằm ở Anaheim City và rất là gần khu vực Disneyland. Ở đây chỉ cách Disneyland chừng 2 mile, khoảng chừng độ 3,4 km thôi. Thì khu vực này trước đây thì được sử dụng cho mục đích Airbnb rất là nhiều. Hiện nay Airbnb cũng không được thành phố hỗ trợ nhiều, có khả năng là không có transfer cái license từ người chủ trước sang người chủ sau. Thì họ cũng chưa cập nhật thông tin về Airbnb tại City này như thế nào, nhưng mà mục đích của khách hàng của Tim Hồ hiện giờ cũng không có nhu cầu nhiều về Airbnb. Họ chỉ mua và cho thuê nguyên căn rồi sau đó có thể về hưu quay trở đây sinh sống. Căn nhà này nó như thế nào, xin mời các bạn cùng Tim Hồ khám phá bên trong nhé. Xin mời các bạn. Đây là khu vực tọa lạc căn nhà mà Tim Hồ sẽ giới thiệu với vị khách hàng của mình. Căn nhà này nó nằm ở thành phố Anaheim. Thì vị trí chính xác của nó là nó cách khu vực Disneyland chừng 2 miles, khoảng chừng 3,4 cây số. Thì vị trí căn nhà này là căn nhà hướng đông bắc các bạn. Và buổi sáng nắng ngày hôm nay nắng thật là đẹp. Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ là 70 độ F, khoảng độ 20 độ C. Thì căn nhà này có tầng trệt thôi. Diện tích khuôn viên của nó là 7.600 square feet và diện tích living là 1.275 square feet, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Xung quanh các bạn thấy chủ nhà họ trồng cây rất là đẹp. Mục đích của khách hàng của Tim Hồ cũng lựa chọn một căn nhà có điều kiện để anh ấy chăm sóc vườn từ cây trái. Xin mời các bạn đi vào bên trong phòng Tim Hồ. Đây, Tim Hồ xin show cho các bạn thấy về cái cây hoa cảnh của landscape của nhà này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong căn nhà. Căn nhà này có một cái ưu điểm mà Tim Hồ rất là thích, đó là cái detached garage. Cái garage nó rời với căn nhà chính chứ nó không có gắn liền. Thì đối với những khu vực mà cho thuê được nhiều người, cái nhu cầu thuê lớn và họ có thể chia sẻ những căn hộ trong căn nhà đó, thì cái detached garage này là một cái ưu thế, vì nó hoàn toàn biệt lập, có thể thành một cái phòng, một cái đơn vị để mà cho thuê riêng được. Xin mời các bạn đi vào bên trong căn nhà. Căn nhà này thì nó một trệt thôi. Một trệt. Được xây từ năm 1955 các bạn, nhưng mà chủ nhà này là một người Mỹ. Họ mua từ những năm 1970 đến tận hôm nay. 52 năm các bạn, họ sống căn nhà này.
Tim Hồ xin mở chế độ lên rộng để các bạn thấy được rõ hơn. Đó. Và Tim Hồ rất là thích những căn nhà mà chủ họ ở, tại vì họ bảo trì nhà rất là tốt. Thì căn nhà này cũng là một trường hợp như vậy. Đó. Căn nhà này được xây từ năm 1955. Đây là căn phòng master room nè các bạn, căn phòng đầu tiên nè. Thì chúng ta, đây là Tim Hồ mở chỗ cái cửa chỗ nhà vệ sinh thôi. Tim Hồ sẽ đi vòng qua cái cửa chính. Được xây từ năm 1955 nhưng mà hệ thống kỹ thuật ở thời điểm đó theo Tim Hồ biết là không có hệ thống lạnh. Nhưng mà đối với căn nhà này thì chủ nhà đã lắp đặt hệ thống lạnh trung tâm. Cũng rất là được bảo trì rất là tốt các bạn. Nhà cũng được sơn phết nè. Tuy là những cái thiết bị điện nó cũ nhưng mà họ bảo trì, thành ra tới giờ vẫn dùng được tốt. Các bạn thấy bên trong căn phòng rất là dễ thương không? Đó, có ánh nắng vào và có cả hoa giấy của hàng rào phía trên. Đây là vị trí cái nhà vệ sinh hồi nãy chúng ta nhìn vào. Xây từ năm 1955. Chủ nhà mua năm 1970. Bây giờ là 50 năm rồi các bạn, 52 năm rồi các bạn. Các bạn thử hình dung xem. Ngày trước thì chủ nhà họ mua ở thời điểm năm 1970 giá này là bao nhiêu nha các bạn. Hiện giờ căn nhà này 1.275 living square feet. Cái lot khoảng 7.600 square feet. 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Khu vực này không có HOA. Thì chủ nhà rao bán là 699.888 đồng. Thấy cái giá rất là lẻ. Và 3 số 8 này thì Tim Hồ nghĩ đó là listing agent là có yếu tố là hướng đến khách hàng châu Á. Vì 3 số 8 là phát đó, là cái số nó cũng là mang lại may mắn trong cái việc kinh doanh. Thì thời điểm hiện nay coi như sắp xỉ là 700.000 giá asking price. Tim Hồ xin chia sẻ với các bạn, căn nhà này họ mua năm 1970, cách đây 52 năm, với giá 11.000 đô la các bạn. 11.000 đô la, bây giờ 52 năm nó lên 700.000 đô la. Và theo nhận định của Tim Hồ, căn nhà này khi mà đóng escrow khả năng là 800.000 đô la. Với cái chênh lệch cung cầu như hiện nay thì khả năng họ bán được với giá 800.000 đô la. 11 lên 800.000, gần 80 lần các bạn ha. Một con số rất là ấn tượng. Tới thời điểm hiện nay thì chủ nhà này đóng thuế theo Tim Hồ được biết một năm chỉ khoảng 900 mấy chục đô la thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà một người mua bây giờ 800.000, mỗi tháng đóng 800 đô đó các bạn. Đây là căn phòng Tim Hồ mãi nói thì quên giới thiệu với các bạn, đây là chúng ta đang ở khu vực bếp nè. Đó. Thì trần họ cũng được sơn lại rất là tốt. Tim Hồ thấy là cái structure nhà đó vẫn còn rất là tốt. Những cái countertop này nè, tuy là bằng gạch cũ rồi nhưng mà vẫn còn tốt, không có gì hư, không có dấu hiệu của sự xuống cấp hay gì cả các bạn. Chủ nhà họ sống 30 năm rồi, họ dùng và họ bảo trì rất là tốt. Khách hàng của Tim Hồ, anh khách hàng anh ở xa, ảnh rất là lo lắng tại vì cái nhà này từ năm 1955. Nhưng mà thực tế khi Tim Hồ đến đây mắt thấy tai sờ thì Tim Hồ thấy chất lượng nhà còn rất là tốt. Dĩ nhiên không thể nói là mình 100% được, nhưng mà nếu ở Mỹ này những căn nhà này chúng ta bảo trì tốt thì chúng ta có thể sử dụng mãi mãi. Hư là thay thì không có cái gì là xuống cấp được. Đó, Tim Hồ thấy về chất lượng trần, tường, nền rất là ổn định, không có một cái vết nứt nào để lo ngại về sự xuống cấp của cấu trúc nhà cả. Mà cái thiết kế nó cũng rất là thoáng các bạn. Các bạn có thể thấy không? Cửa
của phòng living room này nè, có cái fireplace, phòng living room cửa cao và cửa kính rất là sáng. À, thì tường nhà này có cái khu vực living room này họ dán giấy, thì nó dán giấy thì khó có thể mà chúng ta biết được có những vết nứt hay gì không, nhưng mà Tim Hồ nhận thấy cái sự đồng bộ về chất lượng nhà từ mái xuống tường xuống sàn, thì Tim Hồ tin rằng cái nhà này chủ nhà họ đã sống và bảo quản rất là tốt. Từ năm 55 tới bây giờ là 70 năm rồi các bạn, mà nhà vẫn còn rất là đàng hoàng ổn định. Đây chúng ta đi vào một căn phòng thứ hai. Phòng này cũng có cái vách trên đó là họ để kiến đó các bạn thấy không? Ánh sáng vào. Nhà này rất là thiên nhiên các bạn. Cái tương tác giữa bên trong với bên ngoài nó rất là nhẹ nhàng. Tim Hồ thích kiểu như vậy. Đèn thì cũng kiểu cũ rồi. Nhưng mà trần nhà nè, được sơn nè. Rất là sạch sẽ. Chúng ta vào một căn phòng. Đây là phòng vệ sinh thứ hai. Hồi nãy là cái vệ sinh ở trong master bedroom. Đó, thì các bạn thấy không? Cái bathtub này cũng cũ rồi ha, nhưng mà cái này chắc là được thay mới rồi. Cái frame này, cái cửa này cũng được thay mới rồi. Cũng còn rất là tốt. Đấy. Khu vực tắm dành cho người lớn tuổi, thành ra có tay vịn. Đây là ông Tim Hồ này các bạn. Thì đèn cũng tốt. Mọi thứ Tim Hồ thấy rất là tốt. Không có hiện đại nhưng mà còn hoạt động rất là tốt và sạch sẽ. Đây là căn phòng thứ ba. Thì cũng với cái vách có kiến như vậy thì thiên nhiên cũng lại ùa vào nhà nữa các bạn. Ánh sáng thiên nhiên ùa vào nhà. Đây là ngay giường ngủ có cái cửa sổ. Thì về mặt phong thủy thì nhà này Tim Hồ rất là thích, tại vì có đầy đủ ánh sáng. Rồi, bây giờ Tim Hồ xin mời các bạn ra tham quan khu vực sân vườn phía sau của căn nhà nhé. Diện tích sử dụng là 1.275 living, còn cái lot là 7.600. Như vậy cái sân cũng khá là rộng. Chủ nhà trồng cái hoa này nè. Có nuôi chim và một cây chanh. Cây chanh rất là nhiều trái, hầu như bỏ không để trưng cho vui thôi. Còn cây này thấp lè tè này chắc cũng là cây cam hay cây chanh gì đó các bạn. Đây, hoa này chắc là hoa cam hay hoa chanh gì đó. Ở đây có một cái gọi là cái bếp lò hồi kiểu xưa nè, để barbecue rồi nướng này kia. Nhưng mà cái này có lẽ là chủ nhà không có dùng nữa. Ở đây có một cây tùng. Cây tùng này khá là cao, nhưng cũng không phải là cao lắm. Tim Hồ rất là thích thiên nhiên, thích cây cỏ. Thành ra khi mà đến những khu nhà mà có landscape, cây cỏ này Tim Hồ có cảm tình liền ngay từ lúc đầu tiên. Đó, đây là cái khuôn viên của căn nhà. Đó, cũng trồng cỏ tốt. Rất là dễ thương các bạn. Đây, chúng ta đi ngang qua khu vực này gọi là cái khu vực mà cái detached garage hồi nãy ha các bạn. Nhà này chung quanh trồng hoa giấy rất là dễ thương.
Đây là phía sau lưng của cái garage. Tim Hồ sẽ mở cái garage cho các bạn xem nhé. Garage này cũng còn hoạt động rất là tốt, tiếng kêu rất là êm các bạn. Ở bên trong garage này cũng gọn gàng ngăn nắp. Căn nhà này vacant, chủ nhà đã hầu như là dọn đi á. Những đồ này chắc họ bỏ lại thôi. Thì có một cái cửa đi ra nè. Đó, thì Tim Hồ được biết là những khu vực ở khu Bonsa đó, thì cộng đồng Việt Nam mình họ biến cái garage này thành một căn phòng có đầy đủ bếp, vệ sinh trong đó nữa và cho thuê cũng rất là được giá. Thì đây cũng là một cái ưu điểm của detached garage. Tim Hồ rất là thích detached garage. Đó, các bạn vừa cùng Tim Hồ khám phá một căn nhà mà Tim Hồ đang tìm mua cho một quý khách của Tim Hồ ở sống ở tiểu bang bên miền Đông. Và hôm nay video clip này Tim Hồ sẽ gửi đến anh để anh có thể tìm hiểu xem và có quyết định đi tiếp với việc mua căn nhà này. Tim Hồ hy vọng là video clip này cũng mang lại cho các bạn một chút gì đó sự thú vị khi tìm hiểu một căn nhà được xây dựng, được thiết kế từ những thập niên 1955 ở khu vực Orange County này, và hy vọng nó sẽ mang lại cho các bạn sự cập nhật về thị trường địa ốc Cali nói riêng và nước Mỹ nói chung. Các bạn có nhu cầu mua nhà để đầu tư, để ở tại khu vực tiểu bang California, đặc biệt là miền Nam, xin đừng ngại liên lạc với Tim Hồ theo số điện thoại 657-272-3577. Tim Hồ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và sử dụng dịch vụ của Tim Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.